Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình thời sự sáng thứ bảy, ngày 31 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ và không quên các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi chuyển đến quý vị một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Cạn triển khai nghị quyết 68 của chính phủ về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Giảm nghèo bền vững ở Xuân Lạc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, Tỉnh ủy Bắc Cạn tổ chức hội nghị tổng kết 13 năm thực hiện nghị quyết số 26 ban hành ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu trong toàn tỉnh. Các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương đã được tỉnh Bắc Cạn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Điều này đã được chứng minh trong thực tế. 13 năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành hơn 70 văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Tỉnh đã bước đầu hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh. Các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn đã có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả. Người dân đã thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa. Toàn tỉnh hiện đã có hơn 170 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, gấp 3,6 lần so với năm 2008. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thu nhập cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2008-2015 bình quân giảm 4,1% một năm, giai đoạn 2016-2020 giảm 2,03% một năm, vân vân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thời gian qua. Đồng chí đã chỉ rõ những hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế mà tỉnh gặp phải trong thực hiện nghị quyết này, nhất là về sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững, năng suất còn thấp, hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu, thu nhập và đời sống người dân nông thôn còn thấp và có sự chênh lệch, vân vân. Đây là những vấn đề đặt ra để cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Thời gian từ nay đến lúc Trung ương ban hành nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện, triển khai, thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước mắt là tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết 10 của Tỉnh ủy về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn. Tại hội nghị, 19 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch, ngày 7 tháng 7, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện tỉnh Bắc Cạn đang tích cực thực hiện các bước để triển khai nghị quyết này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai đôn đốc kiểm tra giám sát các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện kế hoạch này. Trước thông tin trên, người lao động, nhất là lao động tự do, rất phấn khởi và kỳ vọng chính sách này sẽ tiếp sức cho họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Là rất là ảnh hưởng nhiều, bởi vì là cái trong cái dịch COVID-19 này, còn một hai là cái thu nhập nó kém, dân đi chợ nó ít, rồi cũng phải là
Bây giờ nó cũng ngoài dân đi chợ thiết hai là không có cái gì mà để mà buôn bán được ấy, cứ không có tiền đấy mà dân đi chợ giờ là thu nhập nó kém lắm. Nói chung là có nhà nước hỗ trợ này là bọn anh rất là thời vui, tôi rất là mong muốn cái đó này triển khai càng sớm được cho dân được nhờ. Mặc dù chưa có số liệu khảo sát cụ thể về số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong đợt dịch lần này, song với những tác động của dịch trong thời gian dài thì chắc chắn con số này không phải là nhỏ. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các sở ngành chức năng có liên quan, đặc biệt là Sở Lao động Thương binh và Xã hội, khẩn trương thực hiện để chính sách hỗ trợ chính phủ đến tay người lao động và người sử dụng lao động một cách nhanh nhất. Thời điểm này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội với vai trò là đầu mối, tham mưu, thực hiện 6 nhóm đối tượng trong diện được hưởng hỗ trợ. Trong đó, nhóm đối tượng được quan tâm nhất hiện nay là người lao động mất việc làm tại các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, các đối tượng là F0, F1 đang được cách ly tại các cơ sở y tế và lao động tự do, không có quan hệ lao động. Cho đến thời điểm này thì cơ quan thường trực ngành lao động thương binh xã hội chúng tôi cũng trên cơ sở rà soát nắm bắt thì theo cái kế hoạch số 466 của Ủy ban nhân tỉnh, cho đến thời điểm này thì về cơ bản là các huyện cũng đã thành lập các hội đồng về xét duyệt theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh. Tôi cũng đã tổ chức hai cuộc họp rồi đối với các ngành cũng như là ủy ban nhân các huyện. Thứ nhất là nắm bắt lại cái số đối tượng mà người lao động mà làm việc những cái ngành mà do ảnh hưởng của dịch bệnh mà phải dừng hoạt động thì sẽ tham mưu tỉnh để hỗ trợ cho cái số lao động này. Để nghị quyết 68 sớm được triển khai và trở thành phao cứu sinh cho những gia đình, người lao động, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc đẩy nhanh công tác thẩm định đối tượng, giải quyết các thủ tục một cách nhanh chóng để tránh nhầm lẫn, bỏ sót đối tượng nhằm phát huy đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ là điều cần thiết hiện nay. Thưa quý vị, công trình kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Giang đoạn qua trường phổ thông dân tộc nội trú và trung học cơ sở thị trấn Yên Lạc có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, phải hoàn thành giải ngân trong năm 2021. Do vậy, huyện Nari đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Những ngày này, nhà thầu đang tập trung thi công. Do thời gian thi công ngắn, 6 tháng phải hoàn thành toàn bộ công trình, nên nhà thầu đã phải chia ra làm nhiều mũi thi công. Đơn vị thi công phải tập trung toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị, máy móc, rồi các cái thiết bị mà đặc chủng để đặc thù để thi công, làm sao mà tranh thủ với thời tiết mà đảm bảo thi công được cái là sẽ tiến hành thi công. Luôn tranh thủ có khi là làm ngày làm đêm. Công trình kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Giang đoạn qua trường phổ thông dân tộc nội trú và trung học cơ sở thị trấn Yên Lạc có tổng chiều dài là 640 m. Khi hoàn thành sẽ góp phần khắc phục được tình trạng xói lở đất nông nghiệp cũng như trường phổ thông dân tộc nội trú và trung học cơ sở thị trấn Yên Lạc. Bắt đầu thi công từ đầu tháng 7, đến nay nhà thầu mới thi công được khối lượng rất nhỏ. Cái khó khăn thứ nhất là cái thời tiết. Thứ hai là cái địa hình ở đây thì rất là phức tạp, chủ yếu là bãi bồi phù sa, cho nên là các phương tiện và máy móc to vào là rất là khó thi công, khó đi lại. Cái thứ hai nữa là cái ngay gần bờ sông, nên là cái mà khi mà thi công thì là thực ra cái nước là cái khó khăn nhất. Khi mà làm thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà để mà đảm bảo được cái tiến độ. Cái thời gian bơm nước nó rất nhiều. Thứ hai là khi mà cái địa chất thì nó là phù sa, cho nên là khi là cứ đào ra nó nếu mà không nhanh cái là nó sẽ bị lở ngay. Đây là một cái dự án mà sử dụng cái nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 của chính phủ. Do vậy thì Ủy ban tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở ngành cũng đã chỉ đạo cho chủ đầu tư là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn trong năm 2021. Ủy ban huyện đã chỉ đạo ban quản lý dự án là yêu cầu đơn vị thi công là tranh thủ được thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện càng sớm càng tốt. Cùng với việc chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, chủ đầu tư cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã giải ngân được khoảng 7 tỷ đồng cho nhà thầu theo quy định. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình sẽ góp phần giúp huyện Nari hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn đã được giao trong năm 2021. Hiện nay toàn huyện Chợ Đồn còn hơn 1.000 hộ hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo. Các cấp hội phụ nữ địa phương này đang phấn đấu trong năm nay giúp được hơn 270 hộ hội viên thoát nghèo. Các chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện Chợ Đồn giúp đỡ hội viên bằng các hình thức như cho mượn đất canh tác, giúp ngày công lao động.
giúp cây con giống, hướng dẫn cách làm ăn, cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ kiến thức về chuyển đổi cây trồng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có hơn 130 hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, với hơn 720 ngày công lao động và khoảng 9 triệu đồng hỗ trợ từ các quỹ khác nhau. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng tăng cường hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ủy thác để phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn huyện đang có hơn 2.000 hộ hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Xã Xuân Lạc hiện có 880 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 53%. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện Trợ Đồn. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân nhằm giảm nghèo bền vững. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, những năm qua, xã Xuân Lạc đã tập trung hỗ trợ người dân thực hiện mô hình chăn nuôi trâu sinh sản, nuôi trâu thương phẩm. Năm 2016, xã triển khai chương trình này và thu hút gần 100 hộ tham gia. Các hộ sau khi được hỗ trợ đã có bước đột phá về phát triển kinh tế hộ. Qua thống kê, 90% số hộ tham gia đã thoát nghèo. Ngoài ra, xã cũng đã tập trung tuyên truyền vận động các hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển sản xuất. Từ năm 2020 đến nay, toàn xã có khoảng 90 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay với dư nợ hơn 4 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Chị Lành Thị Giới vốn là một trong những hộ đi đầu thoát nghèo ở thôn trung tâm xã Xuân Lạc. Nhờ được hỗ trợ trâu bò sinh sản, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín chấp, gia đình chị mạnh dạn mở rộng đầu tư chăn nuôi. Đến nay, gia đình chị đã có 5 con trâu cùng với hơn 10 con lợn thịt. Từ một hộ nghèo, gia đình chị giờ đã vươn lên thành hộ kinh tế khá của xã. Hiện cái chương trình này thì gia đình cũng thấy cảm thấy thuận lợi, chỗ là được vay vốn nhà nước, xong là được để mà phát triển kinh tế. Sau khi mình đã tập trung đầu tư vào thì cảm thấy là mô hình, những cái mô hình này là cảm thấy là phát triển kinh tế cho gia đình. Cùng với hỗ trợ đầu tư sản xuất, thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng, xã Xuân Lạc cũng tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, triển khai chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở cho đồng bào. Đặc biệt định hướng xuất khẩu lao động cũng đã góp phần tăng thu nhập đối với đồng bào xã khó khăn này. Từ năm 2017 đến nay, toàn xã đã có hơn 100 người được giới thiệu tạo việc làm, đi làm tại các doanh nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động. Công tác xuất khẩu lao động đối với người dân thì trong nhiều năm qua, mà đặc biệt là từ năm 2017, thì qua quá trình phối hợp với các đơn vị để tư vấn giới thiệu việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động, thì cái nhận thức của người dân được nâng lên, mà đặc biệt là nhiều người dân đã tham gia vào các cái chương trình đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Và qua sau khi lao động trở về thì cũng có nhiều lao động là đã thoát nghèo. Đấy, và cái việc tham gia xuất khẩu lao động đây cũng là cái giải pháp để giúp cho địa phương là giảm được hộ nghèo. Bên cạnh đó, xã Xuân Lạc khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây trồng có lợi thế. Trong đó, một số cây trồng mũi nhọn được ưu tiên phát triển như măng mại puốc, chè san tuyết cổ thụ và trồng rừng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền người dân đẩy mạnh về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với những định hướng cụ thể trong công tác giảm nghèo, tin rằng mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4-5% một năm trong cả giai đoạn 2021-2025 ở xã vùng cao này sẽ thành công. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.